Pipoca. Quý vị đại biểu, quý vị khán giả an toàn. Và xin mời quý vị, chúng ta cùng trở lại với trận thi đấu thứ hai trong vòng 3 loại trực tiếp trong khuôn khổ giải bóng đá thanh niên Lam Sơn lần thứ 7 năm 2023. Giữa cuộc đua với tấm vé cuối cùng vào trận chung kết giữa FC Nam Phong và FC Hạnh Phúc. Vâng, như vậy là theo như bác thăm sân thì các thủ trong trang phục áo đỏ quần đỏ đương kim vô địch FC Hạnh Phúc là những người bảo vệ cầu môn bên phía tay trái quý vị và các bạn, gồm có cao thủ như sau: số 1 thủ môn Đức Việt, số 28 Việt Anh, số 20 Thế Duyệt, số 69 Minh Trường, số 8 Trung Giò, số 82 Quang Đại, số 21 Sơn Hà, số 17 Quốc Việt, số 7 Tuấn Anh và số 9 Phan Thiết. Huấn luyện viên trưởng của FC Hạnh Phúc đó là ông Xuân Quang. Và trong trang phục áo vàng quần xanh là cầu thủ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải của chúng ta, đó là FC Nam Phong, gồm có cầu thủ xuất sắc trong đội hình trong trận đấu ngày hôm nay như sau: số 1 thủ môn Việt Khoa, số 2 Bắc Đại Bàng mang băng đội trưởng, số 29 xin lỗi số 22 Thanh Sơn, số 5 Bá Nguyên, số 15 Việt Chọc, số 14 Việt Sắc, số 10 Trung Kiên, số 29 Trung Đức, số 7 Mạnh Mây và số 11 Thái Sa Lem. Đúng rồi, tôi bảo nha. Xin yêu cầu các khán giả ở đằng sau cầu môn, xin mời chúng ta di chuyển sang bên cạnh, chúng ta di chuyển lùi ra xa, đặc biệt các cháu nhỏ. Xin nhắc ạ, những phụ huynh ở đó xin nhắc các cháu nhỏ chúng ta ngồi đúng vị trí, chúng ta ngồi hẳn lên trên bờ tường. Vâng, và xin mời quý vị chúng ta cùng đến với hiệp 1 với cuộc đọ sức của FC Nam Phong và FC Hạnh Phúc. Điều khiển chính trong trận đấu ngày hôm nay đó là trọng tài Nguyễn Mạnh Quân, hai trợ lý là Văn Trọng và Nguyễn Ngọc Tiến, trọng tài giám sát đó là trọng tài Dương Đình Ngọc. Vâng, như vậy là tiếng còi đã cất lên. Lỗi của tiền đạo bên phía FC Hạnh Phúc. Vâng, chúng ta thể thấy là cơ hội vẫn còn nguyên cho cả hai bên. Chiếc vé vào chơi trận chung kết cùng với FC Hồng Tích vẫn còn nguyên cơ hội cho FC Hạnh Phúc và FC Nam Phong khi mà Chí Lương bị loại ở trận thi đấu thứ nhất giữa Hồng Tích và Chí Lương. Không,
như vậy là lão tướng Đức Việt trong trận đấu ngày hôm nay sẽ được gọi cái tên là Việt Sắt. Chúng ta có thể thấy là ngay từ những phút đầu khai cuộc trận đấu ngày hôm nay thì FC Nam Phong đã chủ động tấn công, mặc dù lúc này họ đang có 3 điểm. Trong trận đấu ngày nay thì FC Nam Phong chỉ cần có một kết quả hòa thì họ cũng sẽ có vừa đủ số điểm để kiếm được một vé bước vào trận chung kết. Vâng, tuy nhiên thì đó chưa đủ, chưa là một tỷ số, chưa là một số điểm an toàn. Họ sẽ phải có một chiến thắng để bảo vệ cho sự an toàn cho một tấm vé vào chơi trận chung kết của mùa giải năm nay. Rất may, đó là một cú phá bóng của số 20 bên phía Hạnh Phúc, đó là Thế Duyệt. Đó là một trận đấu quyết định cho một tấm vé. Chúng ta có thể thấy là đương kim vô địch FC Hạnh Phúc trong trận đấu quyết định này thì cả hai lão tướng đó là Quang Đại cũng như là Phan Thiết cũng đã chơi sát cánh với nhau ngay từ những phút đầu tiên. Đang thấy hai cầu thủ đang thi thầm với nhau, có lẽ là họ đang bàn bạc với một kịch bản đá phạt này. Không được, Mạnh Mây Tuấn Anh, vẫn là Tuấn Anh. Như vậy là sẽ có một tình huống phản góc đầu tiên cho Hạnh Phúc. Đánh đâu, đó là cú đẩy bóng đầu tiên của thủ môn Việt Khoa. Bất cứ một cuộc đấu nào, một cuộc chơi nào thì chúng ta cũng sẽ luôn là đối thủ của nhau. Mặc dù ở ngoài đời thì chúng ta có thể là anh em ruột, có thể là chú cháu, có thể là những đôi bạn thân. Vâng, tuy nhiên trong trận đấu, một cuộc đua, một cuộc đọ sức, một trận đấu, một cuộc chơi thì đó là những đối thủ. Bắc Đại Bàng, Tuấn Anh, Phan Thiết, rồi đó là cú sút đầu tiên của số 21 Sơn Hà. Chúng ta có thể thấy là một câu trả lời đầu tiên của đương kim vô địch FC Hạnh Phúc về phía thủ môn Việt Khoa, một cú sút căng như kẻ chỉ của Sơn Hà. Rất tiếc là bóng đá đi chạch cột dọc chỉ trong gang tấc mà thôi. Không được, cú đá bằng chân trái không phải là chân thuận của tiền đạo bên phía Nam Phong.
Tài đang nghe thấy những tín hiệu tinh tinh từ tài khoản của ban tổ chức đang nổ. Và có lẽ rằng sẽ là những phần thưởng dành cho những bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, như vậy là phần thưởng đầu tiên đến từ chính cầu thủ Mạnh Mây của FC Nam Phong sẽ thưởng cho đội của mình nếu như FC Nam Phong vào chung kết, với phần thưởng là 1 triệu đồng. Là công ty bất động sản KH136 và công ty vật liệu xây dựng Tuyên Luyện sẽ thưởng tặng riêng cho cầu thủ Gió Hạnh Phúc ghi bàn đầu tiên 1 triệu đồng và thêm 1 triệu nữa dành cho Gió Hạnh Phúc nếu như giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, cũng là một chiếc vé vào chơi trong trận chung kết. Ngã rồi. Vậy là hai cầu thủ đã va chạm với nhau. Vâng, như vậy là tiếp đến một phần thưởng mà không cần phải thắng hay có được vào chung kết hay không, đến từ Vườn Lan Bảo Ngọc tặng cho Xóm Hạnh Phúc 1 triệu đồng trong trận đấu ngày hôm nay mà không cần biết thắng hay thua. Xin cảm ơn Vườn Lan Bảo Ngọc với một phần thưởng rất ý nghĩa dành cho cao thủ và Xóm Hạnh Phúc. Và tiếp theo là phần thưởng 1 triệu 500 ngàn đồng đến từ anh Tùng Chelsea sẽ tặng cho FC Nam Phong giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta thì thấy là những phần quà, những phần thưởng, những bông hoa đồng tiền đang nở rực rỡ trên sân vận động chúng ta trong trận đấu ngày hôm nay dành cho cả hai đội. Đó là những sự khích lệ, động viên tinh thần cho các cầu thủ thi đấu tốt hơn, sôi động hơn, cống hiến hơn, cởi mở hơn và có thật nhiều những bàn thắng hơn. Và
và như vậy lúc này thì FC Hạnh Phúc sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều. Họ đang có số điểm ít nhất mùa giải. Vâng, tuy nhiên thì lúc này họ lại đang bị dẫn bàn. Có lẽ là khó khăn lại trồng chất khó khăn. Vâng, tuy nhiên trong khó khăn họ lại có những thành công. Trong bóng đá thì đúng là như vậy, chúng ta vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Lý thuyết vẫn là lý thuyết. Trong cái rủi có cái may. Trận đấu mới chỉ bắt đầu mà thôi. Không được. Vì vậy là Việt Trọng đã cướp được bóng trong chân của Trung Giò. Bàn tiếp Tuấn Anh. Trung Giò. Không được. Rõ ràng là một đường chuyền theo cảm tính của trung vệ Trung Giò. Việt Trọng. Đó là một pha không hiểu ý giữa số 21 và Phan Thiết. Thời tiết trên sân đang rất đẹp, đang rất mát mẻ của tiết trời mùa thu Hà Nội. Thank you.
chúng ta đang thấy dần xuất hiện những cú sút từ cả hai bên. Chú Đức, chúng ta sẽ thấy là Trung Đức là một cầu thủ có thể nói là nhỏ con nhất trên sân. Tuy nhiên thì chính anh lại ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay cho FC Nam Phong. Rồi, đó là cú đá của Việt Trọng. Những pha tranh chấp rất nảy lửa của cầu thủ hai bên. Trung Đức, Quang Đại. Rõ ràng trong bóng đá luôn đem lại cho chúng ta những điều bất ngờ. Đặc biệt bước vào trận đấu ngày hôm nay, về mặt lý thuyết thì FC Nam Phong chỉ cần một trận hòa. Tuy nhiên cho tới lúc này họ lại đang có lợi thế bằng việc dẫn bàn. Và như vậy là Minh Trường đã phá bóng chịu quả phạt góc cho đội nhà. Đánh đầu của lão tướng Việt Sắt. Chúng ta cùng trở lại với hiệp 1 của trận đấu ngày hôm nay.
ràng là chúng ta thể thấy là cao thủ áo vàng Nam Phong họ đang chủ động chơi chậm lại, khi mà họ đang rất có lợi thế về việc dẫn bàn cũng như là số điểm. Và ngược lại thì FC Hạnh Phúc, các cầu thủ họ vẫn đang tìm đường vào mảnh lưới của thủ môn Việt Khoa. Phan Thiết không được, vẫn là những pha lật bóng vào từ hai biên cho Phan Thiết, và những pha lật bóng rất đẹp của Tuấn Anh cũng như là của Quốc Việt. Tuy nhiên trận đấu này thì những tiền đạo như Phan Thiết, như Quang Đại, như Trung Dòng vẫn chưa thể một lần để tiếp cận được những đường chuyền và kết thúc vào mảnh lưới của thủ môn Việt Khoa. Trong tình huống bật cao đánh đầu vừa rồi thì lão tướng Phan Thiết có lẽ đang bị đau khi mà va chạm với thủ môn Việt Khoa. Lão tướng Phan Thiết luôn là một cái tên không thể thiếu trong đội hình của FC Hạnh Phúc. Dường như tất cả những trận đấu, những mùa giải thì Phan Thiết luôn góp mặt vào đội hình chính thức. Và những hình ảnh rất đẹp từ Phan Thiết luôn đem lại những cái nhìn cho quý vị khán giả. Luôn luôn là áo trong quần, rất chỉnh chu. Tuy nhiên trong mùa giải năm nay thì Phan Thiết hơi gầy một chút do lười ăn. Như vậy là trọng tài Nguyễn Mạnh Quân đã chỉ tay vào chấm phạt đền, một quả penalty cho FC Hạnh Phúc. Một tình huống phạm lỗi cho vòng cấm, và như vậy là FC Hạnh Phúc sẽ được hưởng một quả đá phạt đền. Và chúng ta sẽ chờ xem ai sẽ là người thực hiện tình huống xuất phạt này đây. Và nếu như FC Hạnh Phúc thực hiện thành công thì tỷ số sẽ là 1-1. Vâng, và như vậy chính là lão tướng Phan Thiết bằng kinh nghiệm, bằng bản lĩnh thì đồng đội của mình đã trao cho Phan Thiết cơ hội để thực hiện quả penalty này. Với những kinh nghiệm và bản lĩnh phải như thế nào thì mới thực hiện, với là người trọng trách để được nhận giao những tình huống phạt đền. Và trên tay các cổ động viên đã cầm sẵn pháo sáng rồi, chúng ta sẽ chỉ cần chờ mảnh lưới của thủ môn Việt Khoa rung lên mà thôi. Đang 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 đang. Phan Thiết và Việt Khoa rất hồi hộp. Bổ thế, đúng lúc vào thì này để hết pin. Nhục thật đấy. Vâng, như vậy là tỷ số là 1-1 và Phan Thiết đã thành công trên chấm phạt đền. Hai đội sẽ trở lại vạch xuất phát đầu tiên. Vâng, như vậy là những cái thở phào nhẹ.
sẽ có thêm hai bàn nữa thôi thì đúng với dự đoán của tôi. Chúng tôi xin thông báo lại là tiếp tục là phần thưởng 500 ngàn đồng đến từ anh Viễn Phong Giạc của quê hương Lam Sơn sẽ ủng hộ cho cầu thủ nào tiếp tục ghi bàn thắng cho FC Hạnh Phúc. Vâng, và chắc hẳn với tỷ số 1-1 thì FC Hạnh Phúc cầu thủ họ đang rất hạnh phúc. Việt Trọng, vẫn là Việt Trọng, không được. Vâng, và như vậy là trên đường pitch thì huấn luyện viên Xuân Quang của FC Hạnh Phúc sẽ đưa ra sự điều chỉnh đội hình khi mà có bàn thắng san hòa. Một tình huống ném biên cho các cầu thủ áo đỏ. Tuấn Anh sẽ có một quả phạt góc dành cho FC Hạnh Phúc. Trường ơi, Trường ơi, Quốc Việt đánh đâu? Rất ổn rồi. Vâng, như vậy là tình huống đã hóa giải. Thế Việt rất khéo. Trung Kiên, vẫn là Trung Kiên, lợi thế cho các thủ áo vàng, không được. Tuấn Anh một đường chuyền dài. Vâng, tuy nhiên thì nếu như di chuyển thì Quang Đại cũng như là Phan Thiết cả hai đều rơi vào thế biệt vị. Trận đấu đang nóng lên rồi. Tiếp tục là phần thưởng 500 ngàn đồng đến từ anh Tới Hào sẽ thưởng nóng cho cầu thủ của FC Hạnh Phúc khi có bàn thắng tiếp theo. Có thể nói là một tinh thần quyết chiến, đúng với câu nói của anh Hán Kỹ Thuật đến từ Đồ Gỗ Thiện Mộc. Xin cảm ơn tất cả các nhà tài trợ, các phần thưởng, các phần quà đã dành cho xóm của mình. Vâng, và như vậy là FC Nam Phong được hưởng của tình huống đá phạt và đứng trước bóng đá này đó là số 5 Bá Nguyên. Bá Nguyên đang căng thức lắm. Bá Nguyên không được. Một cú đá rất tốt. Bóng đi với quỹ đạo hình quả chuối. Một cú đá đúng với những cú đá của Văn Xin, người đang có mặt trên khán đài đang theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Xin phép trọng tài, FC Hạnh Phúc có sự thay đổi người và như vậy là lão tướng Quang Đại đã rời sân và nhường chỗ cho Trung hỗ trợ. Vâng, như vậy là lão tướng Quang Đại, người đang mang băng đội trưởng, đã thi đấu để đem lại những sự tự tin. Vâng, như vậy là Tuấn Anh. Tuấn Anh đã lập công. Tuấn Anh đã ghi bàn nâng tỷ số 2-1 lên cho FC Hạnh Phúc với một cú đá rất đẹp ở bên phía cánh trái, làm xé lưới của thủ môn Việt Khoa số 7 Tuấn Anh. Một cú sút tà đầy hiểm hóc hạ gục thủ môn Việt Khoa. Việt Nam cố lên, cố lên, cố lên. Tỷ số lúc này đang là 2-1 nghiêng về đương kim vô địch FC Hạnh Phúc. Rất
nhiều những cuộc điện thoại đang gọi cho tôi để tiếp tục thưởng nóng. Anh biết đấy, anh nói đi, bao tiền? 2 triệu à? Cảm ơn anh Viễn Phong Giáp, trên tay anh đang cầm tờ tiền châu xanh. Con châu xanh đang đi về phía ban tổ chức của FC Hạnh Phúc để thưởng cho Tuấn Anh, người đã nâng tỷ số lên 2-1 cho FC Hạnh Phúc trong trận đấu ngày hôm nay. Tuấn Anh không được. Đây đây ạ. Ôi thư ký thì chẳng được ghi cả, nhanh lên. Nhìn thấy tiền mà cứ thở hơn. Khổ. Cảm ơn anh Viễn nhé. Anh chuẩn bị rút thêm tờ 500 nữa đi, nhanh một kịp. Vâng, tổ chức sự kiện ra Viễn. Chúng hỗ trợ. Vâng, như vậy là công ty vật liệu xây dựng Tuyên Luyện cũng như là bất động sản KH136, đó là hai nhà tài trợ tiếp tục thưởng nóng thêm 1 triệu nữa dành cho bàn thắng tiếp theo của FC Hạnh Phúc. Mỗi nhà tài trợ 1 triệu, như vậy là tổng sẽ có 2 triệu nếu như một bàn thắng nữa được ghi cho FC Hạnh Phúc. Bên trong. Vâng, chúng ta có thể thấy là trong bóng đá luôn đem lại những điều bất ngờ. Vâng, như vậy là với một tình huống va chạm thì tiền vệ lão tướng Việt Sắt đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Đấy, gia đình bé nhỏ đang ngồi cạnh tôi đang truyền tải những thông tin là bố Việt ơi cố lên. Những hình ảnh rất là đẹp trong bóng đá và chúng ta vẫn thường gặp Phan Thiết không được bắt tay vàng. Bởi như vậy là hiệp 1 của chúng ta sẽ có 2 phút bù giờ. Bởi như vậy là theo như dự đoán của tôi lúc này đang đúng tới 80% rồi. Tổng 4 bàn thắng được ghi trong trận đấu ngày hôm nay thì lúc này đang có 3 bàn. Tiếp tục. Bá Nguyên. Vẫn là Bá Nguyên. Mạnh bay. Không được. Mạnh mẽ. Đó là tình huống tranh chấp giữa Trung Kiên và Trung Phố Trợ. Trung Kiên rất khéo. Đức Việt. Chạy đuổi, chạy đuổi.
Việt Anh ơi, để ý vào. Hết giờ. Vâng, như vậy là đúng lúc này thì trọng tài Nguyễn Mạnh Quân đã nổi còi kết thúc hiệp 1 với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về FC Hạnh Phúc. Và xin mời quý vị chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút trước khi theo dõi hiệp 2. Anh âm thanh anh cho nhỏ xíu xíu thôi để cho hai đội bàn chiến thuật. Bảo rồi, bác Quân ơi, bác Kiên là đang muốn tính tiền tài khoản. Hôm nay đây hôm nay đây là cố gắng anh em. Phải cố gắng đây. Thank you.
Việt Trọng, Việt Sắt, Mạnh Mẽ. Những cái tên đọc lên chúng ta có cảm giác như phim hành động trung giò. Vậy là pha khống chế bóng không được tốt của đội trưởng trung giò. Thời gian lúc này không phải là vàng nữa rồi mà đó là kim cương. Và chúng ta cùng xem FC Hạnh Phúc họ có bảo vệ được tỷ số hay không. Và chúng ta cùng chờ xem FC Nam Phong họ có bàn thắng san hòa hoặc vượt lên dẫn trước hay không. Có một ai đó đã nói ở trên live stream trong trận đấu ngày hôm nay rằng FC Hạnh Phúc sẽ có màn lội ngược dòng. Về mặt lý thuyết thì nó đã đang đúng. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ còn cả một hiệp hai với một khoảng thời gian rất dài. Trung Kiệt đánh đâu không được. Đường ơi, để thủ môn nó ra đây. Về đây. Một bắt pha bắt bóng không dính của Hùng Vân Việt Khoa. Ném biên cho FC Nam Phong. Trong bóng đá thì bao giờ cũng vậy, khi mà họ phải nhận một bàn thua thì lập tức đội hình sẽ được đẩy lên cao. Một pha ném biên rất mạnh, trúng giỏ. Và như vậy là một tình huống hoàn toàn không cố ý của Mạnh Mẽ. Tất cả những trận đấu trong mùa giải của chúng ta vẫn được live stream trực tiếp trên trang bóng đá Lam Sơn Minh Cường. Quý vị có thể vào để chia sẻ, để hình ảnh giải bóng đá thôn Lam Sơn của chúng ta được lan tỏa. Trung Kiệt. Xin chào tài viên ơi. Xin chào tài viên này. Bóng cháu vào bình thường không phạt được ạ. Bóng nào thì vào được, đá là bình thường. Hoàn Thiết, Quốc Việt, Minh Trường, Hoàn Thiết. Bá Nguyên. Việt Sắt. Tôi. Tôi không được. Rất tiếc cho Nam Phong. Và như vậy là có một cầu thủ đang bị đau đang nằm trên sân. Vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy luôn là những pha phối hợp và những đường truyền rất ăn ý với tất cả các tuyến.
Vâng, tiếp theo là một khích lệ động viên tinh thần cho FC Nam Phong. Nếu như FC Nam Phong có bàn thắng gỡ hòa thì anh Dương Minh sẽ thưởng 1 triệu đồng. Và trận đấu lại được tiếp tục. Bá Nguyên. Như vậy là nỗ lực của Bá Nguyên đã đem lại một quả phạt góc về cho các cầu thủ áo vàng. Theo như quan sát của chúng tôi thì FC Hạnh Phúc tiếp tục có sự thay đổi cầu thủ ở trong những phút sắp tới. Mạnh mẽ, không thể qua được Trung Phố Trọ và bắt tốc độ của lão tướng Phan Thiết. Tuy nhiên thì Bắc Đại Bàng đã phá bóng ra biên. Xin phép trọng tài, FC Hạnh Phúc có sự thay đổi người. Số 8 Trung Giò rời sân và vào thay là số 98 Thanh Tùng. Hình như là vợ bảo thay thì sao nhỉ? Vợ ngồi xem cứ xót ruột sợ chồng đau khổ. Việt Khoa. Tình huống chạm bóng đầu tiên của Thanh Tùng. Việt Trọng. Vẫn là Việt Trọng. Quốc Việt. Vẫn là Quốc Việt. Rất tốt. Mạnh mẽ. Trung Đức. Trung Đức cũng chính là cầu thủ mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay cho FC Nam Phong. Không hề phạm lỗi. Biệt sát. Trung Phố Trơ. Và đây là Phúc Biết. Trung Đức sút hơi vội của trung vệ bên phía FC Nam Phong. Chúng ta có thể thấy là phong cách của số 20 Thế Duyệt chơi rất giống với Long Cang. Lỗi rồi, và như vậy là Tuấn Anh đã phạm lỗi với hậu vệ số 22 Thanh Sơn. Lúc này rất cần sự truyền lửa của các cổ động viên đội nhà. Come on, come on, come on.
các cổ động viên của Nam Phong đâu? Yeah, các cổ động viên của Hạnh Phúc đâu? Rất tuyệt vời, đó là những động lực để tinh thần cao thủ thi đấu tốt hơn. Rất nhanh, không thể qua được chân của đội trưởng Bắc Đại Bàng. Vẫn còn rất nhiều thời gian để chúng ta sẽ nói với nhau với kết quả trận đấu ngày hôm nay. Tuấn Anh, đó là cú sút của Tuấn Anh, một cú sút rất nhanh. Với sự quan sát của Tuấn Anh thì rất có thể trong tình huống vừa rồi thủ môn Việt Khoa đã đứng lệch cung thành. Phan Thiết, Trung Kiên, Tuấn Anh, Bắc Đại Bàng đã bị đau đang nằm trên sân. Không được. Chúng ta thể thấy là trận đấu ngày này thì Bắc Đại Bàng chơi rất quả cảm, chơi rất tốt với thể lực cũng như là số tuổi của mình. Theo như ban huấn luyện của FC Nam Phong chỉ thiếu một tuổi nữa thôi thì Bắc Đại Bàng cùng với Phan Thiết sẽ có một con số tròn 40 tuổi. Có thể được gọi là trung niên. Hai thanh niên lâu năm của thôn Lam Sơn chưa hề có một mảnh tình bất mai, chưa hề nắm bất cứ một bàn tay nào ngoài bàn tay của chính mẹ mình. Phải không em Chi Trung? Xin phép trọng tài Bắc Đại Bàng xin vào sân. Việt Sắc, thời gian vẫn còn rất nhiều, tuy nhiên thời gian vẫn trôi đi không chờ đợi bất cứ một ai, và thời gian đang ủng hộ cho FC Hạnh Phúc với tỷ số đang tạm dẫn trước 2-1. Tuấn Anh không kịp. Trung Kiên, vậy là thế rồi, đã rất nhanh để phá bóng chịu quả đem biển. Lúc này thì toàn bộ khán giả đã đứng hết dậy cả rồi. Có lẽ là những giây phút nghẹt thở thơm ngon đến giọt cuối cùng. Mạnh mẽ, không được. Tiếng còi đã cất lên. Đúng là những phút giây kịch tính. Càng về cuối trận thì chắc chắn đó là những giây phút kịch tính và rất sôi động. Từ phía xa xa thì tôi nghe rất rõ tiếng vang, tiếng kêu của những chiếc điếu cầy huyền thoại đang được vang lên để tận hưởng những giây phút sung sướng. Không được. Đó là cú sút của đội trưởng Bắc Đại Bàng. Rồi. Như vậy là số 23 Trung Phố Chợ không có được tư thế để phút trong tình huống vừa rồi. Phan Thiết,
vẫn là Phan Thiết. Và có lẽ là đúng là lúc này thì thần may mắn đang bị tắt đường thật. Rất tiếc cho Trung Phố Chợ. Và có lẽ là bàn thắng vừa rồi được ghi thì có lẽ là một dấu chấm. Và một dấu chấm như thế nào không phải là chấm than thì quý vị sẽ có thể biết được khi mà cách biệt hai bàn và thời gian cũng không còn nhiều. Một tình huống phạt góc cho Nam Phong. Và người thực hiện là Trung Kiên. Lúc này thì Hồng Tích đang cảm nhận những giây phút hạnh phúc của mình khi có một tấm vé đầu tiên bước vào trận chung kết. Và họ đang chứng kiến xem đối thủ của mình là ai. Đánh đầu không được. Đó là tình huống đánh đầu của số 5 Bá Nguyên. Vẫn còn rất khéo Bá Nguyên. Bá Nguyên có lẽ là không kịp. Vâng, như vậy là sẽ có một quả phạt góc dành cho các cầu thủ áo vàng. Đánh đầu, tình huống đánh đầu phá bóng của Quốc Việt. Chúng ta có thể thấy là những tình huống bắt tốc độ rất tốt của lão tướng Phan Thiết. Tình huống phạt góc dành cho FC Hạnh Phúc và người thực hiện đó là Tuấn Anh. Đánh đầu, bóng không thể đến đầu được số 17 Quốc Việt. Qua người ấy, qua đầu ấy. Những pha chạy chân bóng rất kinh nghiệm của lão tướng Bắc Đại Bàng. Bá Nguyên. Xin phép trọng tài. FC Nam Phong có sự thay đổi người, lão tướng Việt Tất rời sân. Và vào thế đó là Huy Anh. Tăng cường thêm tiền đạo. Đó là những gì mà ban huấn luyện FC Nam Phong sẽ có sự điều chỉnh trong những phút sắp tới. Chúng ta có thể thấy là các lão tướng trong trận đấu ngày này thi đấu rất tròn vai, như lão tướng Bắc Đại Bàng, lão tướng Phan Thiết, lão tướng Việt Sắt, lão tướng Mạnh Mây. Thời gian ngày càng trôi đi. Tiện đây chúng tôi xin thông báo là anh Trung Giò có đánh rơi một chùm chìa khóa. Quý vị khán giả nào có nhận được chùm chìa khóa của cầu thủ Trung Giò của FC Hạnh Phúc xin mời
sẽ gửi về phía ban tổ chức. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Bởi nếu như giữ vững kết quả này cho tới khi tiếng còi của trọng tài Nguyễn Mạnh Quân kết thúc thì chắc hẳn FC Hạnh Phúc họ cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì họ sẽ vẫn được gọi là các nhà đương kim vô địch và họ sẽ được chơi trận chung kết cùng với Hồng Tích. Vâng, tuy nhiên thì thời gian của trận đấu vẫn còn, cơ hội vẫn còn cho FC Nam Phong. FC Nam Phong chỉ cần kết quả hòa trong trận đấu ngày hôm nay thì họ sẽ có tấm vé bước vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên cho tới lúc này thì FC Nam Phong đang bị dẫn trước 1-1. Bởi như vậy là một quả đá phạt dành cho cao thủ áo vàng Nam Phong, có thể xem đây như là một cơ hội dành cho Nam Phong. Trời đã đang tối dần và chúng tôi cũng xin thông báo là hai trận đấu, trận chung kết cũng như là trận tranh giải ba tư của chủ nhật tuần tới chúng ta sẽ phải thi đấu đúng giờ, nếu không thì trời sẽ tối rất là nhanh và chúng ta sẽ không làm lễ bế mạc được. Và chúng tôi xin thông báo là đúng 2:15 là bóng sẽ lăn trong trận tranh giải ba tư. 2:15, tức là 14:15. Xin mời quý vị chúng ta sắp xếp công việc và thời gian đúng giờ để chúng ta đến sân để chứng kiến hai trận đấu cuối cùng của mùa giải, của giải Lam Sơn chúng ta. Quá cao so với khung thành của thủ môn nước Việt. Chủ đức mạnh mẽ, mạnh mẽ. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu chúng ta sẽ còn khoảng 10 phút nữa. Bắc Đại Bắc, Phan Thiết. Trận đấu vẫn tiếp tục. Rất nhanh. Rồi. Rất đáng tiếc nếu như mà cầu thủ số 21 vừa rồi chuyển ngược lên cho thứ hai là Tuấn Anh Băng Dương thì vẫn có thể là sẽ có bàn thắng. Như vậy lập tức thì cầu thủ áo vàng đã có câu trả lời. Bá Nguyên. Chúng ta vừa thấy là một cơ hội rất ngon anh dành cho FC Hạnh Phúc trong tình huống vừa rồi. Thanh ơi, Thanh ơi. Chúng tôi xin nhắc tất cả các cổ động viên ở bên ngoài, chúng ta sẽ không được bước vào trong sân, cũng không cầm bóng, cũng không được ném bóng vào bất cứ vị trí nào để cho tổ trọng tài làm việc. Chúng tôi xin nhắc lại, tất cả để cho tổ trọng tài làm việc.
Mặc dù đây là giải đấu phong trào, giải đấu để thắt chặt tình đoàn kết giữa thanh niên ở trong làng chúng ta, giữa các xóm. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ phải tôn trọng ban tổ chức, tôn trọng tổ trọng tài. Nguyễn Trung một giây phút nghe thở một tình huống đem biên tiếp theo cho cao thủ áo vàng và một quả phát góc dành cho FC Nam Phong. Như vậy là có một cầu thủ của FC Anh Phúc đang bị đau, đang nằm trên sân. Trận đấu quyết liệt à, chính vì vậy mà chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những tình huống bị căng cơ. Đứng dậy đéo đứng yên, giờ mất cả người nó bắt góc đá và chúng ta cùng xem quả phạt góc này sẽ được thực hiện như thế nào. Đó là tình huống đánh đầu của Mạnh Mây. Chúng ta thể thấy là trời đã tối, nếu như trận 1 mà chúng ta không thi đấu đúng giờ thì trận 2 sẽ rất vất vả. Chính vì vậy mà chúng tôi xin thông báo ở trên loa là trận tranh 3-4 của chúng ta sẽ diễn ra đúng vào lúc 14:15. Nếu không là trận chung kết của chúng ta sẽ rất tối, và khi mà thời tiết như vậy thì chúng ta sẽ khó lòng có độ chính xác cao. Rất sẽ khó làm việc đối với tổ trọng tài cũng như là bình luận viên. Vẫn là Trung Kiên, Trung Kiên và Tuấn Anh. Lợi thế cho Nam Phong. Vừa rồi là phép lợi thế cho Nam Phong. Tuy nhiên thì trọng tài Nguyễn Mạnh Quân đã phải cắt còi với tình huống phạm lỗi vừa rồi của Trung Kiên. Phút thứ 66 của trận quyết định cho tấm vé vào chung kết giữa FC Nam Phong và FC Hạnh Phúc. Và có lẽ là Phan Thiết đang bị chấn thương, đang nằm trên sân với một pha va chạm với một trung vệ của FC Nam Phong trong tình huống vừa rồi. Và có lẽ là Phan Thiết cũng sẽ được đưa ra nghỉ. Một tình huống đá phạt cho các cầu thủ áo vàng. Rất tốt.
của nước Việt. Một tình huống cản phá rất xuất sắc của thủ môn Đức Việt trong tình huống vừa rồi. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy là một quả đá phạt với một quỹ đạo đi rất uy lực. Như vậy là tình huống đã bị sai luật. Xin phép trọng tài. FC Hạnh Phúc có sự theo đuổi người lão tướng Phan Thiết rời sân và vào thay đó là số 19 Nguyên. Những phút giây làm cho chúng ta sẽ có rất nhiều những cảm xúc. Trở vào sân để thay cho lão tướng Phan Thiết. Những phút cuối bao giờ cũng đem lại cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc, đặc biệt là tỷ số đang cách biệt là một bàn. Vâng, như vậy là bóng đá chạm tay của số 10 Trung Kiên. Như vậy là báo cáo trọng tài, FC Hạnh Phúc có sự thay đổi người, số 23 Trung Phố Chợ rời sân và vào thay là Chân Đất. Như vậy là Trung Phố Chợ đã được đưa ra nghỉ và vào thay là hậu vệ Chân Đất, số 19. Một tuyển thủ của giải bóng đá Đỗ Xá. Lúc này thì ban huấn luyện cũng như là quý vị khán giả đang làm tất cả những điều gì có thể để có lợi cho đội bóng của mình. Đặc biệt là thời gian ngày càng trôi đi và tỷ số vẫn đang là cách biệt một bàn. Vâng, như vậy là hiệp 2 của chúng ta sẽ có 4 phút bù giờ. 4 phút dành cho những nỗ lực của hai bên. Và tỷ số đang là cách biệt một bàn. Viết Trọng. Viết gì rồi? Vâng, như vậy thêm một lần nữa thì số 10 tiền đạo của FC Hạnh Phúc đã rơi vào thế việt vị. Người sẽ làm hết những điều gì có thể để đem lại những lợi thế cho đội mình. Đó là những giây phút thực sự đem lại cho chúng ta những cảm xúc. Cho tới lúc này thì FC Hồng Tích cũng chưa thể xác định được đối thủ trong trận chung kết của mình là ai, bởi vì thời gian vẫn chưa kết thúc và tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Nguyễn Mạnh Quân vẫn chưa được vang lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và xin mời quý vị chúng ta cùng trở lại với hiệp 2, trận đấu giữa FC Hạnh Phúc và Nam Phong. Và như vậy là thủ môn Đức Việt đã ôm gọn bóng trong tay. Vâng, không vấn đề gì cả. Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục với khoảng thời gian còn lại. Và rất có thể sẽ có một quả phạt góc dành cho Nam Phong. Và có lẽ là thủ môn Việt Khoa cũng sẽ đi lên rồi. Biết đâu thủ môn Việt Khoa lại là người hùng của Nam Phong thì sao? Lúc này thì khung thành của Nam Phong đang bỏ trống. Đánh đâu? Tới! Không được. Và như vậy là trọng tài xác định tiếp tục có một quả phạt góc nữa dành cho Nam Phong. Xin mời những ai không phân sự ra ngoài sân đi ạ. Xin mời không có ai, không ai có nhiệm vụ, xin mời chúng ta ra ngoài sân. Không ai chạy vào nữa. Không ai chạy vào nữa. Xin mời tất cả chúng ta rời sân ạ. Không có ai chạy vào trong sân nữa. Xin mời ra ngoài ạ. Xin mời tất cả các anh em ra ngoài để tổ trọng tài sẽ làm việc. Tất cả sẽ để tổ trọng tài làm việc. Xin mời chúng ta trở ra ngoài sân đi ạ. Bởi như vậy là tiếp tục sẽ có một quả phạt góc dành cho Nam Phong. Và trong vòng, trong vạch 16m50 thì thủ môn Việt Khoa cũng đã đứng cùng với thủ môn Đức Việt rồi. Đánh đâu? Không được. Vâng, như vậy là sóng gió đã tạm thời trôi qua. Xin phép trọng tài, FC Hạnh Phúc có sự thay đổi người. Chí Nguyên rời sân và vào thay là số 11. Xin mời trận đấu tiếp tục. Vẫn còn cơ hội cho Nam Phong. Hoan hô thủ môn Đức Việt. Thời gian này là thời gian mà hàng ngàn những con tim đang rung động, đang hồi hộp. Thời gian vẫn còn hết đâu. Vâng, như vậy là FC Hạnh Phúc đã chính thức giành tấm vé vào chơi trận